Câu chuyện Công chúa tóc mây. Ngày xưa có một người phụ nữ trong khi mang thai rất thích ăn những lá hoa chuông tươi xanh. Chồng của cô thấy vậy nên ngày ngày đi hái lá hoa chuông về cho vợ ăn. Một ngày ông đi vào khu vườn đối diện nhà để hái một ít lá của hoa chuông về cho vợ. Nhưng thật không may, ông đã gặp mụ phù thủy ở đó. Mụ ta trừng mắt nhìn ông, nói lớn: "Sao ngươi dám leo vào khu vườn của ta và trộm lá hoa chuông? Ta sẽ trừng phạt ngươi về sự liều lĩnh này." Người đàn ông khiếp sợ, nói lý do tại sao lại hái lá hoa chuông. Nghe xong, mụ phù thủy nói với ông: "Nếu như những gì ngươi nói là thật, ngươi có thể lấy rất nhiều hoa chuông mang đi, nhưng ngươi phải mang cho ta đứa trẻ, con của vợ ngươi, khi nó chào đời." Người đàn ông sợ hãi nên đành đồng ý yêu cầu của mụ phù thủy. Thế rồi cái ngày ấy cũng tới, đứa trẻ chào đời, mụ xuất hiện và gọi tên nó là Rapunzel. Sau đó mụ đã mang luôn đứa trẻ đi. Mụ phù thủy đưa Rapunzel đến sống trong một tòa tháp lớn không có cửa ra vào, cũng không có cầu thang và chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhỏ nằm ở trên đỉnh tháp. Sau nhiều năm, Rapunzel giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng. Mái tóc của Rapunzel cũng chính là cầu thang duy nhất để mụ phù thủy có thể vào được trong tháp. Một vài năm nữa lại trôi qua. Một hôm, có một chàng hoàng tử đi qua tòa tháp và nghe thấy giọng hát thật ngọt ngào. Vì thế chàng dừng lại và cố tình xem ai là chủ nhân của giọng hát đó. Một lúc sau, chàng nhìn thấy mụ phù thủy già đến gần tòa tháp và gọi: "Rapunzel, Rapunzel, hãy thả mái tóc vàng của ngươi xuống." Nghe vậy, Rapunzel từ trên đỉnh tháp thả mái tóc vàng óng của mình xuống. Mụ phù thủy cứ thế bám lấy mái tóc để trèo lên. Thấy vậy, hoàng tử thốt lên: "Ồ, đó chính là cầu thang để vào được tòa tháp." Hoàng tử kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng mụ phù thủy cũng xuống và ra đi. Chàng vội tiến lại gần tòa tháp và gọi Rapunzel. Nghe tiếng gọi, Rapunzel nghĩ là tiếng của mụ phù thủy, nàng liền thả mái tóc của mình xuống và hoàng tử leo lên. Nhìn thấy hoàng tử, Rapunzel rất sợ hãi, nhưng cách nói chuyện của chàng đã giúp nàng bình tĩnh hơn. Sau đó cả hai cùng chuyện trò rất vui vẻ, và cũng kể từ đó hoàng tử thường xuyên đến tòa tháp trò chuyện cùng Rapunzel. Một ngày nọ, mụ phù thủy biết chuyện, mụ nổi cơn thịnh nộ và cắt luôn mái tóc dài tuyệt đẹp của Rapunzel. Và điều tồi tệ hơn, mụ mang Rapunzel đến một sa mạc xa xôi. Ngay sau đó, mụ quay trở lại tòa tháp, cột chặt mái tóc vàng của Rapunzel vào dây bệ, buộc vào cửa sổ nhằm dụ hoàng tử đến và leo lên. Đúng như dự định, hoàng tử đến, leo lên tòa tháp. Ngay sau đó, chàng đã bị mụ phù thủy làm cho mù mắt. Hoàng tử bị mù thật đáng thương. Chàng lang thang khắp khu rừng để tìm kiếm Rapunzel nhưng không thấy. Cuối cùng, dò hỏi mãi, chàng cũng biết được Rapunzel đang sống ở sa mạc. Hoàng tử dò dẫm tìm đến sa mạc. Tới nơi, chàng nghe thấy giọng hát quen thuộc của Rapunzel. Chàng háo hức đi về hướng có giọng hát. Nhìn thấy hoàng tử, Rapunzel đã ôm chầm lấy chàng mà khóc. Nước mắt nàng rơi cả vào mắt của hoàng tử, làm mắt chàng sáng trở lại. Hoàng tử vui mừng đưa Rapunzel về vương quốc của mình. Hai người làm lễ cưới và sống hạnh phúc bên nhau.